Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Sáng Tốt Bụng. Tết thì đến nơi rồi mà nhà mình có cây đào trước sân nó lại chẳng ra hoa. Mẹ con Lào đi lại lại nó cứ dầu, cho nên là hôm nay mình quyết định sẽ cho nó cây đào này bung lụa nở hoa luôn mọi người nhá. Ra chợ kiếm một ít hoa giả về gắn lên. Thế nhưng mà các bạn xem hết video mới thấy là lúc đầu thì là hơi kém, lúc sau mới tìm ra cách. Ngon lành, tuyệt vời. Đây, mẹ Lào đang than vãn là Tết rồi mà đào chẳng có một bông hoa nào, chả có không khí Tết gì cả. À đâu. À, nó chết rồi, đào này ra hoa muộn. Đây, có một cái nụ đây đúng không? Nhiều nụ chứ nhỉ? Đây, nụ hoa đây. Được. À, để bố Lào sẽ biến cái đào này nở hoa tung tóe cho mẹ con Lào nha. Lào ơi, cho nở lại thành hoa mai. cười cái thì bố cho nở hoa nào. Quay đây. Nào, mình cùng đi cho cây đào nở hoa mai nha.
Ây da, đã được gần một rổ rồi các bạn ạ. Đấy, đẹp không? Đấy, bây giờ còn từng ngày nữa làm nốt. Ô, em bé ơi, ra để bố làm nhá. Đi tuế hết ra đây rồi. Tiếp tục buộc nốt. Đấy, ơi, em bé đừng ngấn vào đấy nhá. Quánh hết, lại đây ngồi. Em kỳ công một chút, nhưng mà nó đẹp. Ở ngoài chợ nó có rất nhiều loại hoa, nhưng mà mình thấy hoa vàng này nó đẹp đấy. Đấy, hoa vàng này nó đẹp. Mẹ nào lười là làm được hai cái lại dừng à? Thế rồi còn một bông. Nốt đẹp sao hết rồi. Còn vài bông nữa. Tít tít. Nào thối. Này này này. Ơi, ấy. Đây, bố cho cái này. Cầm riêng nghe là nghĩ, không sờ vào đây nữa. Này này. Thank you.
ta răng tăng tăng. Sao cuối cùng thì cũng hoàn thành. Đấy, kết quả là mình được là một rổ hoa mai vàng đẹp rực rỡ. Bây giờ mình sẽ đi buộc lên cây. Đây rồi mọi người ơi, mai vàng rực đã về đây. Rổ mai này là một túi hết 30.000. Túi này được nhiều hoa phết. Đây, bây giờ công việc của mình là gắn hoa mai này lên cây để cho nó nở quanh năm. Đấy, mình để đây đã để bắt đầu công việc gắn nhá. Giỏi. Thế nào? Nào quay ra xem bông hoa có đẹp không? Quá đẹp à? Thế là Tết về rồi nhỉ. Đây, gắn được một ít hoa rồi đây, vẫn còn một rổ. Bao giờ gắn hết thì nó mới đẹp. Nào. Nãy thiệt luôn à. Thế ngắm hoa đi, quay lại ngắm hoa đi. Hoa màu gì đây? Hoa màu gì đây? À, đếm hoa. À, thế là có 10 bông hoa rồi à. Đếm 11, 12. Rồi. Bây giờ đi gắn tiếp nha, tí nữa xem tiếp nha. Đây là thành quả là mình đã lên bông hoa. Lên hoa cho cây này. Đấy, các bạn nhìn thấy đẹp chưa? Chuất chưa? Đó. Chất chưa? Ta một bó, một bịch là 30.000. Được chỗ hoa này khoảng tầm hơn 20 bông nữa thì cho bác Khôi với chị Phúc. Đấy. Nhưng mà có một cái điều là lúc nãy là hơi bị rốt. Là sao? Là cái hoa nhựa này này. Đây cho các bạn xem. Mình không phải buộc chỉ nữa. Mà hoa nhựa này nó có cái cuống này. Đấy, bây giờ cành đào nó có rất nhiều cái cành nhỏ này. Mình chọn cái cành vừa phải này mà nó hợp ấy, hoặc to hơn tí thì cái bên ngoài nó mềm mà là cái lõi vẫn dùng được. Cái thế là mình ngắt lấy kéo cắt đi thông sỏ luôn vào đây. Thế là bông hoa rất đẹp. Nó ở đầu cành như này luôn. Đấy. Cây đào lại nở hoa mai. Đấy. Thế là mình cắt hết chỉ vứt đi rồi. Phí công quá. Nhưng mà thôi. Thì mình làm video thì các bạn sẽ đỡ phí công hơn. Đấy. Đấy, gắn thế thôi. Gắn đầu cành vì cây đào này nó rất nhiều cành nhỏ luôn. Đấy. Chiều là có khi là mình sẽ đi mua thêm một cái túi hoa màu đỏ gắn tiếp vào để cho nó thành một cây lai là vàng đỏ cho nó hoành tráng. Đấy, đẹp chưa? Rồi, các bạn ngắm tí nha. Đi từ dưới cổng lên này. Đi từ dưới cổng lên. Đấy, đi từ dưới cổng lên là nhìn thấy hoa như này. Đấy, cũng đẹp gớm chứ. Đây, mẹ con Lào ra đây mà xem lại bảo là cây không ra hoa này, không có Tết. Bây giờ là có Tết rồi. Lào ơi, ra ngắm hoa không? Mẹ Lào đâu? Ra với Lào xem hoa tí này. Nhanh lên. Cứ lên đây chiều cho một lô màu đỏ nữa. Cây này là cây lai. Lai đào mai. Cây này sẽ thành một cây lai đào mai. Đằng trước thì là mai màu vàng, còn đằng sau kia sẽ là màu đỏ. Đấy.
chiều nay. Đấy, thế là có Tết có gì đâu, hoa nở rực rỡ. Hoa này thích là hết Tết là ta lại rút ra cất sang năm lại gắn vào. Quá đẹp. Đây nha, các bạn đợi chiều nay mình sẽ gắn thêm cái hoa màu đỏ đằng sau nữa nha. Và đây là thành quả các bạn ơi, mình đã cho thêm một ít hoa màu đỏ, màu hồng ở đằng sau và trăng một dây led lên. Mẹ con Lào cười tít mắt phô lỡ, thế là Tết đã về. Xin chào tất cả mọi người nhá.